Bây giờ xin mời bà con mình nghe phần thứ hai của hành quân Lam Sơn 719, tiểu đoàn 39 biệt động quân của Trương Văn Vinh. Trận đánh tại căn cứ Ranger North kéo dài suốt ngày 19 tháng 2. Tiểu đoàn 39 biệt động quân báo cáo địch tấn công mạnh nhất vào sườn phía đông bằng súng không dực, trực xạ sân pháo 85 ly và súng cối 120 ly đặt rất gần căn cứ nên bắn rất chính xác. Nhưng sau nhiều đợt tấn công tiền pháo hậu xung của địch, tiểu đoàn 39 biệt động quân vẫn giữ vững vị trí dưới các công sự để cho gunship EC-130B không tập. Công từ của tù binh xác nhận đơn vị cộng quân tấn công là trung đoàn 102, được trang bị toàn vũ khí và quân trang mới. Trung đoàn này có nhiệm vụ thanh toán căn cứ Ranger North bằng mọi giá để dọn đường cho lực lượng tăng viện của chúng có thể tiến sâu hơn vào vùng hành quân. Tuy bị bao vây và tấn công liên tục, nhưng dưới sự chỉ huy bình tĩnh và gan dạ của thiếu tá tiểu đoàn trưởng Vũ Đình Khang, các chiến sĩ tiểu đoàn 39 biệt động quân vẫn bình tĩnh chiến đấu, đánh bật những đợt tấn công biển người. Cộng quân tuy bị thiệt hại nặng, nhưng vẫn bám sát trận địa và liên tiếp mở nhiều đợt tấn công vì chúng được bổ sung quân số và tăng viện rất nhanh chóng tại trung tâm huấn luyện nơi đây, và các hầm hố chôn giấu vũ khí đã có ước tính trước. Nhưng đến chiều, cộng quân đành phải rút lui để chỉnh đốn hàng ngũ vì bị chết quá nhiều, xác và vũ khí đủ loại của cộng quân bỏ lại ngổn ngang trên các sườn đồi dọc theo dòng suối. Trận đánh ngày 19 tháng 2 là một chiến thắng lớn của tiểu đoàn 39 biệt động quân, nhưng những chiến sĩ quả cảm này cũng đã bị yếu sức vì nhiều binh sĩ bị chết và bị thương không được di tản đã nhiều ngày, lại không được tăng viện hay giải tỏa áp lực. Nguy hiểm hơn nữa, đạn dược cũng gần cạn vì không được tiếp tế. Đến đêm, quân Bắc Việt sau khi bổ sung lực lượng lại, tiếp tục tấn công. Cũng vào lúc đó, các căn cứ Ranger South và Phú Lộc bị pháo kích dữ dội và đánh cầm chân nên không thể tăng viện hay yểm trợ hữu hiệu cho tiểu đoàn 39 bạn đang bị áp lực nặng nề. Trên bốn sườn đồi bao quanh căn cứ Ranger North như lòng chảo bị bao vây, địch quân đồng loạt tấn công biển người vào các tuyến phòng thủ của biệt động quân. Tại hầm chỉ huy, thiếu tá Vũ Đình Khang, vị tiểu đoàn trưởng can trường, vẫn bình tĩnh điều động đơn vị phòng thủ và phản công. Ông dùng anh y tá người Mỹ Fuji như một chuyên viên truyền tin bất đắc dĩ để đảm trách việc liên lạc với các phi cơ Hoa Kỳ. Trung sĩ Fuji hoạt động rất đắc lực chuyển lời yêu cầu của thiếu tá Khang lên các trực thăng võ trang Cobra và các phản lực cơ của Không hải quân chiến thuật Hoa Kỳ, những tọa độ mục tiêu chính xác để xin oanh tạc. Nhiều lúc quân Bắc Việt vì quá đông nên một số đã lọt được vào phòng tuyến của biệt động quân, chiếm được một khúc giao thông hào. Các chiến sĩ mũ nâu can trường đã phải cận chiến bằng lưỡi lê và lựu đạn để đẩy lui chúng. Đến đây, tạm thời mở một dấu ngoặc để nói thêm về anh trung sĩ y tá Fuji. Lúc đó, các phóng viên báo chí, truyền thanh và truyền hình, đa số thuộc loại phản chiến của Hoa Kỳ, luôn luôn tìm đủ mọi dịp loan tin giật gân nhằm mục đích triệt hạ uy tín quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vì đạo luật Cooper Church Amendment 1970 ngăn cấm không cho quân bộ chiến Hoa Kỳ có mặt trên phần đất Lào và Campuchia, nên gặp dịp anh y tá Fuji bị bắn rơi, chạy không kịp, nên bắt buộc phải chiến đấu bên cạnh tiểu đoàn 39 biệt động quân. Họ liền nắm lấy cơ hội, họ ca tụng Fuji như một vị anh hùng trong trận đánh tại căn cứ Ranger North, biệt động quân Bắc. Coi như một mình anh y tá này đã cứu nguyên một tiểu đoàn biệt động quân tinh nhuệ, có người lại còn phong cho anh ta chức vị cố vấn bất đắc dĩ của tiểu đoàn 39 biệt động quân. Đây là một sự thổi phồng lố bịch và quá đáng. Chúng ta hãy tưởng tượng trong lúc dầu sôi lửa bỏng, mạng sống như chỉ mành treo chuông, một anh y tá chuyên cầm kim chích bị kẹt lại dưới đất vì không chạy kịp. Dù là sĩ quan Mỹ tốt nghiệp bỏ bị West Point đi nữa, đã cố vấn được những gì cho một tiểu đoàn biệt động quân dạng dày kinh nghiệm chiến trường như thiếu tá Khang? Đồng ý
là anh Phu Trì đã trợ giúp tiểu đoàn 39 biệt động quân rất đắc lực trong lĩnh vực liên lạc truyền tin, nhưng các chiến sĩ biệt động quân còn đóng góp đắc lực hơn nhiều trên phương diện thực sự kinh nghiệm chiến đấu. Thật ra vai trò của anh y tá này đơn thuần chỉ là một âm thoại viên, nhận những quyết định, dự kiện cùng lời yêu cầu oanh tạc yểm trợ từ thiếu tá tiểu đoàn trưởng Khang, rồi chuyển lại cho các phi công Hoa Kỳ. Vì lý do anh nói tiếng Anh, dĩ nhiên thành thạo và dễ hiểu hơn. Rất có thể việc liên lạc thông thường này được người Mỹ coi là vai trò quan trọng của cố vấn chăng? Cũng anh Phu Trì này, sau đó có dịp nhảy lên được một trực thăng rời khỏi Ranger North, nhưng không may trực thăng này cũng bị trúng đạn, nhưng đáp được xuống Landing Zone Ranger South nên lại bị kẹt tại đây. Chuyện chỉ có vậy. Thế mà báo chí Hoa Kỳ lại có dịp thổi phồng, nói là anh y tá này tình nguyện ở lại với tiểu đoàn 21 biệt động quân để giúp đơn vị này phòng thủ căn cứ. Trở lại trận đánh tại Landing Zone Ranger North, tuy bị cộng quân bao vây chặt chẽ và tấn công suốt đêm, nhưng tiểu đoàn 39 biệt động quân, dù đã bị thiệt hại khá nặng và đạn dược cũng gần cạn, nhưng vẫn còn giữ vững vị trí chiến đấu. Thiếu tá Khang luôn luôn đôn đốc các chiến sĩ của mình đề phòng cẩn mật và tiết kiệm đạn dược, vì ông biết trong hoàn cảnh nguy nan này, trực thăng tiếp tế hay tẩy thương không còn cách nào đáp xuống được nữa. Về trận đánh tại căn cứ biệt động quân Bắc trong đêm 19 tháng 2 này, chính anh cố vấn Fuji đã kể lại cho các phóng viên Hoa Kỳ nghe như sau. Trận đánh vô cùng khốc liệt, cả ngọn đồi như bốc lửa vì hỏa lực bom đạn đôi bên. Tuy có một vài sĩ quan biệt động quân hoảng hốt khi thấy được lực lượng Bắc Việt quá đông và có chiến xa yểm trợ, nên gỡ bỏ cấp bậc phù hiệu và thiêu hủy thẻ quân nhân. Nhưng bù lại, vị tiểu đoàn trưởng vẫn bình tĩnh và gan dạ chỉ huy cuộc phòng thủ và phản công. Có lúc địch quân đông như kiến tràn vào, tôi đã phải dùng súng M16 bắn hết băng đạn này đến băng đạn khác vào những đợt xung phong biển người. North Vietnamese Army chết như rạ nhưng vẫn liều lĩnh xông vào. Có lúc toán tiền phong cảm tử của địch đã lọt được vào trong vị trí phòng thủ, nhưng lại bị các chiến sĩ biệt động quân can trường dùng lưỡi lê và lựu đạn cận chiến đánh bật ra trong vòng 10 phút. Sáng hôm sau, chúng tôi bắn hết đạn. Tôi thấy các chiến sĩ mũ nâu phải đi lật từng xác đồng bạn cũng như xác địch để kiếm thêm đạn dược và vũ khí còn sử dụng được. Những người còn chiến đấu được thiết lập một tuyến phòng thủ quanh hầm chỉ huy để sẵn sàng tử chiến, nhưng phải thành thật suốt đêm đó. Nếu không có EC-130B Gunship bao vùng, thì thật khó mà không bị địch tràn ngập lên cứ điểm Landing Zone. Sáng ngày 20 tháng 2, ngay từ lúc hừng đông, khi lớp sương mù chưa tan hết trên rừng núi Hạ Lào, từng đợt phi cơ đủ loại đã ào tới trợ chiến, bắt đầu từ lúc 9 giờ 30 sáng cho tới 2 giờ 30 chiều. Tổng cộng có 32 phi vụ oanh tạc yểm trợ cho hai căn cứ biệt động quân Ranger South và North đang bị vây hãm, khiến hàng trăm cộng quân bị tan xác. Mặc dù bị thiệt hại rất nặng vì hỏa lực phi pháo, cộng quân vẫn không rời bỏ trận địa và được yểm trợ đắc lực bằng một rừng phòng không đủ loại, tạo thành màn lưới lửa dày đặc, khiến trực thăng tiếp tế và tản thương không thể nào vượt qua nổi. Nhiều phi công trực thăng Hoa Kỳ cố lao qua bức tường lửa phòng không, nhưng chỉ có hai trực thăng may mắn đáp xuống được trong khoảnh khắc. Khi cất cánh, cả hai phi cơ này đều bị trúng đạn phòng không. Một chiếc phải đáp khẩn cấp xuống căn cứ biệt động quân South. Chiếc kia may mắn bay được tới đồi 30 xa hơn về phía Nam. Trận chiến quả là đẫm máu vô cùng khốc liệt. Đến trưa, các máy bay quan sát FAC Bronco OV-10 báo cáo, quân Bắc Việt lại pháo kích dữ dội và có chừng 400 đến 500 tên đang vây kín vị trí của tiểu đoàn 39 biệt động quân. Những trận mưa pháo liên tiếp của địch khiến ngọn đồi nhỏ như vỡ tan thành từng mảnh vụn, cho đến con kiến cũng không sống nổi. Những lớp bụi đất đá Hạ Lào màu vàng nhạt liên tục tung lên sau mỗi đợt pháo kích, che phủ các chiến sĩ mũ nâu anh dũng vẫn bình tĩnh ghìm súng chờ địch dưới giao thông hào qua lớp khói mù mịt. Không còn phung phí đạn như trước đó nữa,
không được tăng viện, không được tiếp tế, không được tản thương. Số tổn thất mỗi lúc một cao và đạn dược đã hết sau nhiều ngày tử chiến. Số mạng của các chiến sĩ, tiểu đoàn 39 biệt động quân như chỉ mình treo chuông. Mọi yểm trợ sinh tử cứu nguy chỉ còn trông mong vào các phi cơ Hoa Kỳ và pháo binh từ các vị trí bạn bắn tới yểm trợ. Nhưng rất tiếc trực thăng của Liên đoàn 51 tác chiến không được lệnh yểm trợ cho biệt động quân, mà chỉ có nhảy dù thiết kỵ và sư đoàn 1 mà thôi. Đang bao vùng cho tiểu đoàn 6 nhảy dù ở phụ cận phía tây đồi 31, bỗng dưng tôi có lệnh phải yểm trợ cho biệt động quân vì không lực Mỹ đang dồn hết phi suất để lo cứu cấp đoàn viên phi hành của họ bị nạn. Liền sau đó tôi nghe trong nón bay: "Xong chùy một, đây Kingstar 5 gọi, nghe không trả lời." Nghe tiếng Kingstar, tôi hiểu ra ngay là của phi đội 233 đã phải đổi công tác, dồn tất cả nỗ lực để tản thương cho tiểu đoàn 39 biệt động quân. Vì phi công Hoa Kỳ từ chối dành tất cả phi vụ, chỉ có cấp cứu cho phi hành đoàn Mỹ mà thôi. Tôi tự nhủ lòng là phải dành tất cả hỏa lực để yểm trợ cho phi đội mới thành lập này. Sự thật tôi chỉ cắt cử cho phi đội tân lập này chuyên trách bay yểm trợ cho sư đoàn 1 mà thôi. Vì thế đất ở phía nam đường chính tương đối ít núi cao, khắp nơi toàn là đồi trọc, cao hơn mặt biển chưa đầy 700 thước. Địa hình tương đối dễ đáp hơn vùng gió chướng xoáy cuộn thuộc phía bắc đường số 9. Nghe tiếng gọi run run yếu đuối như trông cậy vào, tôi bồi ngồi trong giây lát. Chiến tranh đã nuốt chửng biết bao thế hệ trẻ. Những cánh chim non đang ngỡ ngàng lặng hợp trong khung trời mới lạ, phải gồng mình bay qua biển lửa với đủ loại phòng không dày đặc. Tôi dõng dạc trả lời như đem lại một sự bảo đảm nào đó cho họ, niềm tin vào cấp lãnh đạo. "Kingstar 5 cho biết vị trí ở đâu." "Xong chùy một, Kingstar 5 đang ở chỗ hẹn như ấn định." "Làm dòng chờ, 4 phút nữa xong chùy sẽ hướng dẫn vào tọa độ tản thương." Hai chiếc trực thăng võ trang tạm thời rời vùng hành quân, bay xà thấp trên ngọn cây về hướng đông nam để đón Kingstar 5, đang bay vòng tròn trên vòng trời nhà tù Lao Bảo. Trung úy Lưu vừa được tôi xác định hành quân trong tuần qua, một sĩ quan biệt động quân đã tình nguyện qua không quân. Ngoài tay lái gan lì với chiêu thức phong cách bay rất khôn ngoan và rất liều mạng, cả tuần nay tôi đã bay vị thế wingman để Lưu làm lead. Tuy là trưởng phi cơ ganh mới ra nghề, nhưng đường bay lả lướt của Lưu không khác gì những top ganh như Tiến, Châu, Thập Niên. Người chỉ huy giỏi có nghĩa là do sự may mắn có được nhiều phi hành đoàn giỏi, gan dạ và dũng cảm. Tôi được có may mắn là con chim đầu đàn có một phi đoàn đã được thượng cấp tín nhiệm, biệt phái tham gia không những trong nước mà còn đảm nhiệm các trọng trách như bay yểm trợ cho nhảy dù từ Đồng Điền Chúc Campuchia đến Nam Lào. Vùng hỏa tuyến là vùng chịu trách nhiệm nặng nhất về chiến đấu cũng như thời tiết khắc nghiệt, núi non hiểm trở, gió lộng từng cơn, điều khiển con tàu không dễ dàng khi phải đáp trên các cao điểm đầy gió chướng. Nghe nói bay tản thương và tiếp tế đạn nhỏ cho biệt động quân, Lưu có vẻ kích động hăng say. Nhớ về màu cờ sắc áo hào hùng của đơn vị cũ, anh đang hăng tiếp bay sạc lướt trên ngọn cây về hướng nam Lao Bảo. Vì bay cao nên Kingstar 5 không thấy chúng tôi bay xà ở dưới thấp. Song Chùy đã thấy Kingstar, hãy giảm cao độ bay xuống thẳng đến hướng 2 giờ của Kingstar 5 sẽ gặp chúng tôi đến đón. Hai chiếc võ trang bay đội hình sẵn sàng tấn kích. Còn chiếc Kingstar 5 bay cách đằng sau 2 phút, lúc này hơn bao giờ hết, tôi phải làm lít để vào một vùng vô cùng nguy hiểm. Nơi này đã có một rừng phòng không, mà sự thiệt hại của Mỹ trong mấy ngày qua không thể tưởng tượng nổi. Quá nhiều trực thăng bị bắn hạ như lá vàng rơi tại Landing Zone North và South Ranger. Tiểu đoàn 39 bị tràn ngập bởi trung đoàn 102 Bắc Việt, được trang bị vũ khí tối tân nhất vùng thuộc quân đoàn 70B, duy có một đại đội của tiểu đoàn 39 bị thất lạc và đang chạy về hướng đồi 30. Họ phải mở đường máu xuyên qua tuyến lửa của trung đoàn 88 bằng những phát đạn AK-47 và B-40 chiếm được của địch để ngụy âm cũng như chống trả tự vệ khi cần phải nổ súng. Tôi có thể đoán được vị trí của đại đội này. Từ nơi bị tràn ngập là tọa độ XD 575-503,
đến đồi 30. Bây giờ họ chỉ cách đồi 30 vào khoảng 4 cây số. Tại sao họ phải theo đường thông thủy để phải lên cao dần, cần nước, nhưng mà là trục đường tiến sát gần nhất và chỉ có phương hướng ngắn nhanh về hướng này mà thôi. Họ đang lấy phương hướng 165 và thấy đất cao dần nhưng đã thoát qua khỏi vòng vây của địch từ đây cho đến đồi 30. Đội hình phải thay đổi, trải rộng tầm quan sát khi cần yểm trợ xạ kích bao che lẫn nhau. Tôi ra lệnh lưu đi trail cách nhau 10 giây và Kingstar 5 cách 45 giây theo sau. Tăng thêm sức máy vượt qua chiếc lít, tôi bay sát ngọn cây ở cách sườn đồi trọc hơn 800 thước để tránh đạn tầm xa, đạn hữu hiệu của AK-47 từ trên đồi bắn xuống. Bất ngờ chúng tôi khám phá được các tụ điểm pháo tầm xa của lính Bắc Việt qua những hầm miệng ếch. Đất vùng này có khác màu vàng sẫm như nghệ, còn tươi rói vì mới đào. Các xạ thủ của mình thật vô cùng kinh nghiệm trong chiến đấu. Họ không phung phí đạn dược vô lối. Âm thanh chi còn là tiếng máy phản lực qua cánh quạt đều đều chém gió. Tuyệt đối không một viên đạn nào bay ra khỏi nòng. Sự thật, chúng tôi đang bay trên vùng rừng già nguyên thủy. Dày đặc cây cao trên 40 thước, không có dấu vết sinh hoạt gì có loài người nơi đây. Thình lình, tôi nghe tiếng bò rống của 4 cây minigun đồng loạt nổ giòn tan. Quả thật, khi tôi nhìn ngang trên tầm cánh quạt, nhận ra vô số hầm miệng ếch với đất màu đỏ gạch còn tươi rói. Có cả súng đại pháo lồ lộ không ngụy trang. Tất cả minigun đều tưới xuống dàn pháo. Có lẽ pháo 130 hay 152 ly, nơi đây đứng về mặt địa hình. Các khẩu này có thể bao vùng đến tận đồi 31-30 Phú Lộc, Landing Zone North South, luôn cả A Lưới và Hồng Hà hay nữa. Khi sắp đến bãi đáp, Song Trùy sẽ cho biết trước vài phút để lên cao độ, nhìn bao quanh bãi đáp. Song Trùy sẽ prep trước mặt dọc theo hướng đáp cận tiến của Kingstar 5, OK. Trên cao, cách khoảng 3 cây số, OV-10 đang hướng dẫn F-4 Phantom oanh tạc các ổ trọng pháo của Cộng sản Bắc Việt, đang bắn rền vào hai căn cứ hỏa lực 30 và 31. Tôi thừa hiểu các khẩu pháo đã được kéo vào sâu trong hầm núi giấu kín. Có thể OV-10 chỉ oanh kích được những khẩu pháo giả. Cộng sản Bắc Việt cố ý phơi bày ở những nơi dễ nhận dạng. Sáng hôm nay, lợi dụng sương mù, không quân chiến thuật không thể can thiệp, nên chúng tha hồ bắt nạt anh em dù vào việc động quân. Vào khoảng 11 giờ sáng nay, khi sương mù đang tan, chúng tôi đã bay ngang qua chúng mà chả có anh vẹm nào chịu nhìn lên, nên chúng tôi mới phát hiện ra được các hầm dấu pháo. Chúng đã đào sâu vào ngách núi. Ngoài ra vị trí đặt súng rất an toàn, không sợ 16 khẩu pháo 175 ly Long Tom, 18 khẩu 155 ly và 8 khẩu 8 inch Howitzer của Mỹ đang dàn ra nơi biên giới Lào-Việt. Nói cách khác là chúng rất tranh mãnh, sợ đặt súng phía tây bắc của các sườn núi dựng đứng như bức tường lá chắn, nên tạc đạn không bao giờ tới được. Mà sườn núi ở hướng đông bao lãnh hứng hết mỗi khi Mỹ pháo kích vào. Tôi đưa ra một hoạt cảnh dễ hiểu. Vào một buổi sáng đẹp trời lúc khoảng 9 hoặc 10 giờ sáng, ánh sáng mặt trời rực rỡ đang chói chang ánh vàng tỏa xuống những dãy núi trải dài từ bắc xuống nam. Nếu chúng ta ở trên cao nhìn xuống, tất cả sườn đông của dãy núi đều nhuộm vàng ánh nắng. Đó là vùng mà 42 khẩu pháo của Mỹ chỉ có thể chạm nổ. Còn phía tây của dãy núi đều đầm êm ái trong bóng mát, có nghĩa là nơi an toàn cho các lực lượng Cộng sản Bắc Việt ẩn náu. Coi như pháo binh của Mỹ bị chúng hóa giải là nhờ Trung úy phản chiến John F. Kerry cho tâm trùng ẩn để biết phiên dịch bằng tiếng Việt. Khi 42 khẩu của Hoa Kỳ từ bên biên giới bắn sang, ẩn được không biết bao nhiêu huy chương về các dịch vụ điệp viên trong lòng địch. Tướng Giáp và Mai Chí Thọ rất hài lòng tin tức khá chính xác từ ẩn cho, mà tôi có cảm tưởng như Tướng Giáp đang ngồi chần dần nơi phòng hành quân của tướng Alexander Haig tại Pentagon. Kingstar 5 hãy lên cao độ một tí để thấy bãi đáp. Bãi đáp ở hướng 12 giờ của Kingstar. Song Trùy chuẩn bị vào trục prep ở phía dưới trước mặt đường cận tiến của Kingstar 5 an toàn lắm. Làm cận tiến đáp đi. Tôi nói thế để yên lòng Kingstar 5, nhưng linh tính nơi đây rất hot.
Vừa nghĩ đến đây thì xạ thủ Đức đã chơi 4.000 viên một phút. Chúng nó ở bên dưới sườn núi trọc đang bắn xuống đông lắm. Trung sĩ Đức vừa hét to vừa bóp cò súng. Tôi ra lệnh, xong chị hai bắn hỏa tiễn chống bị người vào sườn núi. Trên cao hơn mình một chút, ok, tôi tác xạ trước để đánh dấu mục tiêu. Hai cụm khói màu đỏ cam vừa phục ra trước mũi phi cơ, liền sau đó tôi quẹo gắt qua phải lấy cao độ. Trong khi xạ thủ Đức đứng sẵn lưng ghì chặt khẩu minigun quạt qua trái qua phải lên xuống, cố ý rải cho đều để không bỏ sót chỗ nào bằng một vận tốc 2.000 viên một phút. Vì một đại đội tiểu đoàn 39 biệt động quân thất lạc, đang di chuyển suốt cả đêm về đồi 30, vừa đụng trận vừa phải khiêng thương binh, nên bãi đáp rất khó, cũng như địch luôn bám sát. Những khi cần phải gây ra tiếng động như chặt cây dọn bãi đáp, thì không còn cách nào khác phải chịu lộ vị trí để phải lãnh đủ hàng trăm trái đạn. Vì nên nhớ rằng, nơi đây là kho chứa đạn lớn nhất nhì ở vùng này, Cộng sản Bắc Việt có lệnh phung phí đạn hơn là để đối phương vào phá hủy. Có lẽ King Star 5 đã thấy tấm vải màu đỏ cam đang hiện ra trên đám rừng chồi vừa mới chặt. Quả thật bãi đáp quá nhỏ mà lại ở trên một sườn đồi thoi thoải nghiêng về một bên, như gian mình giữa lùm cây cao vút. Tôi bay sạc trên đầu King Star 5, nhìn rõ bãi đáp như bàn chông khổng lồ mà lại quá hẹp nơi chỗ đáp. Tôi bắt đầu lo, lẩm bẩm trong miệng, mong đừng có việc gì xảy ra. Dưới đây có lẽ là đại đội 1 tiểu đoàn 39 vừa đụng độ ác liệt với trung đoàn 102 ngày hôm qua, đang thất lạc, nhờ mở đường máu xuyên qua trung đoàn 88 Bắc Việt một cách êm ái. Nơi đây chúng tôi bay vào từ đồi 30 nên không gây ra tiếng động ồn ào. Nhờ núp sau ngọn đồi và gió từ ngoài biển thổi vào che đuổi quất âm vang của động cơ. Nhưng trái lại phi cơ Hoa Kỳ trước khi đến đây thì ôi thôi không biết bao nhiêu hỏa lực dập xuống. Nhưng quân Bắc Việt không dạy gì mà không chạy sâu vào trong đường hầm trú ẩn. Đoàn trực thăng đi đến đâu thì phi cơ chiến thuật rồi 42 khẩu pháo điên cuồng dập xuống yểm trợ. Dĩ nhiên lính Bắc Việt đã chui vào hầm ngồi nghỉ mệt. Đợi trực thăng bay đến là nhào ra tấn công tới tấp ngay. Lúc này Gunship Cobra yểm trợ thì quá chậm chạp, vì phải làm vòng phi đạo để lấy trục nhào xuống xạ kích. Ở dưới hầm 60 độ quân Cộng sản Bắc Việt có đủ thì giờ để chống đỡ và yểm trợ hỏa lực liên hoàn cho nhau bằng tam giác kế. Quang Trung, Quang Trung, đã chuẩn bị con gái sẵn sàng chưa? Càng nhanh càng tốt, để còn có thì giờ bay tác xạ yểm trợ tiếp cận cho Quang Trung. Mau đến bến 30. Tôi đang hồi hộp không biết phi công mới ra trường chưa được kinh nghiệm nhiều ứng xử ra sao đây. Nếu bị trường hợp khẩn cấp, nhưng dầu sao các phi công trẻ trung này cũng đã được huấn luyện phối hợp hành quân với đại đội không kỵ Black Hat của Mỹ ở phi trường non nước Đà Nẵng và hiện đang bay team STC với nhau. Nhìn xuống không an tâm, một buổi sáng dài, thê thảm dày đặc sương mù. Bây giờ thì gió rừng, núi khuấy động từng cơn bốc lên và đè xuống theo những luồng gió cuồn cuộn có đồi núi chập trùng. Làm sao King Star 5 Hoover được thăng bằng đây? King Star 5 đứng Hoover quá lâu không chịu đáp. Có trở ngại gì chăng? Nhưng tôi tuyệt đối giữ yên lặng để phi công được bình tĩnh tự định liệu lấy. À, tôi hiểu, King Star 5 không muốn chạm đất vì cây cối còn lẫm chẩm quá nhiều. Bãi đáp trong điều kiện hoàn thành quá vội vã. Tôi bay vòng trở lại và phát hiện các anh em đại đội 1 biệt động quân đang cố đẩy thương binh lên trực thăng và dường như có vài phong sâu mang xác chết được đem lên sàn tàu. Bất chợt mấy anh vẹm vừa chết học hồi nãy ở trên đồi trọc đã chạy xuống tới chân đồi và đang hiên ngang đứng thẳng lưng bắn nã tới bãi đáp. Cũng may nhờ tiết kiệm hỏa lực nên chúng tôi quay lại quần thảo với chúng một trận. Lúc này tôi mới cảm nhận xong chùy hai bắn tuyệt đẹp sau bốn quả rocket màu đỏ hồng thoát ra từ sau đuôi gân hai, làm câm ngay tiếng AK của chúng. Thôi, như vậy cũng đủ rồi. Mỗi chiếc còn lại 10 hỏa tiễn chống tăng và gần 10.000 viên 7 ly 62. Tôi cần giữ lại một tí hỏa lực để yểm trợ cho đến khi King Star 5 về tới điểm hẹn lao bảo. Bỗng dưng, tôi sợ tái mặt đến bấn cả người vì King Star 5 đang chém vào ngọn cây bên trái, làm lá tung bay tua tủa trên trần cánh quạt.
Trong không khí yên lặng này, tôi chỉ đợi Kingstar 5 báo cáo tình trạng ra sao, không dám gây ra tiếng động ảnh hưởng đến sự bình tĩnh của phi công. Rồi khoảng thời gian dài nặng nề trôi qua bỗng. Song chùy Kingstar 5 đã chém cây, tàu trung vực rất mạnh nhưng tôi ráng cất cánh, song chùy ráng theo dõi tôi, crack crack. Rồi tôi nghe tiếng hú rít lên trong nón bay tựa hồ như phi công đang nghiến răng cạp mạnh vào micro. Khi nghe báo cáo của Kingstar 5 thì tôi đã lỡ salvo, tất cả rocket vào sườn đồi đã có sự hiện diện của địch. Làm như vậy để con tàu nhẹ bớt khi phải xuống để cứu tất cả đoàn viên. Tôi phản ứng nhanh như vậy có trật nguyên tắc tác chiến hay không? Nhưng dù sao mạng sống của phi hành đoàn vẫn là ưu tiên một đối với tôi. Hai chiếc vỏ trang kè sát nách hai bên để trấn an, cầu mong sự bình tĩnh của Kingstar 5, cố đem con tàu về nơi nào an toàn và gần nhất, dù có phải bị đáp ép buộc như tôi đã làm hôm trước cũng không sao. Tôi giải tỏa hỏa lực để nhẹ bớt trọng lượng, cũng vì lý do tôi muốn cứu mạng sống của phi hành đoàn cấp bách không thể nào chần chờ được, vì tôi quyết tâm bằng mọi giá không thể để thiệt hại thêm nữa. Đây có phải là một phản ứng thiếu khôn ngoan? Cố nén lại, tự kiểm điểm, để tìm sự bình tĩnh nói qua vô tuyến bằng một giọng điệu đều nhẹ nhàng. Kingstar 5, chúng tôi đang bay ở đằng sau anh, cho đến khi nào anh đáp xuống, bình tĩnh tránh giữ tốc độ không quá 70 knot. Dĩ nhiên con tàu đang rung theo điệu ngửa nhảy nhõm, nhưng chu kỳ độ rung rất đều nhịp. Tuy high frequency nhưng không sao, đừng vượt quá 70 knot, ok. Giờ này tôi đẩy Kingstar 5 muốn bay như thế nào cũng được, miễn sao an toàn về đến khe xanh là xong. Nhưng cũng may, anh không bay cao lắm để làm mồi cho các loại phòng không, nhất là phòng không di động trên thiết vận xa PT-76, khi phải bay ngang qua thung lũng về hướng đông của sườn núi. Tuy rằng sườn núi bị lẫm chởm những đám cháy do 42 khẩu đại pháo của Hoa Kỳ bên biên giới Lào Việt bắn sang, nhưng chắc chắn quân Bắc Việt rất tinh ranh nên không bao giờ di chuyển hay đóng quân phía sườn đông. Còn như phía sườn tây thì quân Bắc Việt đông nhiều như đĩa. Chứng cứ nơi bãi đáp hồi nãy thì rõ, những sườn đồi trọc bên phía tây của thung lũng thường có dấu song song của những dây xích thiết vận xa PT-76. Chúng leo lên chiếm lĩnh ưu thế ở cao điểm ngoài sự việc yểm trợ, bảo vệ cho các cứ điểm pháo đội, mà còn là ổ phòng không di động rất lợi hại. Chúng đã bắn nổ tan nát hai chiếc Huey của Liên đoàn 51 tác chiến khi bắt đầu cuộc hành quân, và còn bắn hạ trực thăng võ trang của tôi vào ngày hôm kia nữa. Thế nên tôi có liên lạc với Bộ Chỉ huy Tiền phương, cứ tiếp tục nhờ pháo đội của Mỹ ở biên giới, thỉnh thoảng bắn quấy rối vào những tọa độ trước mặt mà chúng tôi sẽ bay qua. Theo sự đề nghị của tôi, những cột khói lớn dựng đứng thỉnh thoảng vẫn rót vào phía trước mặt. Chúng tôi an tâm vì biết pháo đội Mỹ đang bắn yểm trợ cho các tạc đạn Long Thom 175 ly và 8 inch howitzer. Ba chiếc trực thăng dìu nhau bay thấp trên sườn đông xuôi về đường chính. Xa xa hiện lên những loang lỗ lẫm chởm với nhiều đám khói an tâm. Tự nhiên trong tâm, chúng tôi, mọi người đều cùng có một cảm giác thích thú dễ chịu với mùi gác cháy rừng trước mặt, nhưng lại an toàn bảo vệ chúng tôi. Cuối cùng ba chiếc đã về đến khe xanh vào một buổi chiều oi ả, bao trùm bởi các bụi đỏ ngầu giữa tiếng ầm vang của các pháo đội Hoa Kỳ chuyên yểm trợ cho quân bạn. Nhưng chúng tôi được lệnh phải lô rocket và đạn dược gấp để tiếp nối công tác hành quân tấn kích còn đang dang dở, mà tiểu đoàn 6 lữ đoàn 3 dù đang tiến về hướng đông nam đồi 31, với hy vọng bắt tay được với anh em tiểu đoàn 3 dù đang trấn giữ hậu cứ đồi 31 vì áp lực của nhiều trung đoàn Bắc Việt tách từ các sư đoàn 308-320 đang dạ trận địa pháo vùi dập cồn sát như không bao giờ ngưng nghỉ. Đúng vào lúc đó, một toán trực thăng từ khe xanh bay đến để tiếp tế khẩn cấp cho tiểu đoàn 39 biệt động quân bằng mọi giá. Các trực thăng võ trang Cobra hộ tống thay phiên nhau nã hỏa tiễn và đại liên như mưa lên đầu địch cho tới khi hết đạn. Trong khi các trực thăng tiếp tế lượn vòng trên cao để chờ cơ hội, nhưng vẫn không thể nào đáp xuống được. Dưới đất, ngọn đồi nhỏ đôi bên giành giật đã mấy ngày đêm hầu như trơ trụi, tan nát vì bom đạn. Mặc dù trực thăng võ trang oanh kích dữ dội, cộng quân chấp nhận thiệt hại,
tràn tới gần vị trí phòng thủ, cuối cùng là hầm chỉ huy của thiếu tá tiểu đoàn trưởng Khang. Chung quanh đó, các chiến sĩ biệt động quân cận chiến với địch quân, giành nhau từng khúc giao thông hào hay hấu cá nhân giữa hàng trăm xác chết. Thiếu tá Khang nhận thấy tình thế đã không còn cách cứu vãn và vị trí sắp bị địch tràn ngập, nhưng ông vẫn muốn ở lại chiến đấu vì không đành lòng bỏ lại các chiến hữu bị thương. Có ai đi chiến đấu tại Hạ Lào mới chứng kiến được lương tâm và sự thương yêu đồng đội của cấp chỉ huy. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau, trước số lượng địch quân quá đông và các chiến sĩ biệt động quân đã bắn hết đạn, thiếu tá Khang rất đau lòng nhưng đành phải cho lệnh rời bỏ căn cứ. Làm sao ai hiểu được lòng dạ của cấp chỉ huy đau đớn như xé nát tim can. Trong lúc anh phu trì chuyển lời của thiếu tá Khang, thông báo cho các phi cơ Hoa Kỳ biết, căn cứ biệt động quân Bắc không còn cố thủ được nữa. Các chiến sĩ biệt động quân lại đi thu lượm vũ khí và đạn dược của mình, cũng như của địch, để tổ chức một cuộc rút lui có trật tự dưới sự chỉ huy của vị tiểu đoàn trưởng Can Trường. Tập thứ hai đến đây chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tiếp tập thứ ba.